Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại một số giao báo tiếp theo. Hôm nay upload video hơi muộn tí do là sáng mình có việc. Nhưng mà không sao, chắc chắn rồi vẫn sẽ quay trở lại để cập nhật cho các bạn những tin tức mới nhất xung quanh những chiếc điện thoại smartphone trong 24 giờ qua. Chúng ta hãy cùng bắt đầu với những tin tức ngày hôm nay. Ngày hôm qua thì chiếc K30 Pro đã được chính thức ra mắt và hôm nay mình sẽ tổng hợp lại toàn bộ tất cả thông số, cấu hình cũng như là về thiết kế và đã có video mở hộp trên tay của chiếc K30 Pro ở tại thị trường Trung Quốc rồi. Bây giờ mình sẽ cập nhật cho các bạn luôn. Ngoài ra thì vào tối ngày hôm qua, Apple đã chính thức cho tải về và cài đặt iOS 13.4 và ở trên iOS 13.4 này nó sẽ có rất là nhiều những cái thay đổi mới, đặc biệt là nó sẽ chữa được một vài cái lỗi đang tồn đọng ở iOS 13, đặc biệt là cái lỗi lòng máy. Và ngay bây giờ thì mình cũng sẽ review qua cho các bạn về cái phiên bản iOS mới này. Đầu tiên thì về những chiếc K30 Pro, chúng ta đã có chiếc K30 Pro chính thức ở đây và đây là những hình ảnh mở hộp đầu tiên ở tại thị trường Trung Quốc. Các bạn có thể nhìn thấy là ở bên trong hộp phụ kiện nó sẽ bao gồm củ sạc này, cáp sạc, cùng với đó một cái ốp lưng nhìn trông cũng khá là xịn và mịn. Ở trên chiếc K30 Pro này thì đáng chú ý chúng ta sẽ quay trở lại với thiết kế là camera pop-up và màn hình ở phía trước không có tai thỏ, không có giọt nước. Trong khi chiếc K30 phiên bản thường được đánh giá là khá nhàm chán thì chiếc K30 phiên bản Pro mới ra mắt chúng ta sẽ có hai mặt kính cùng với đó là khung viền kim loại. Chúng ta sẽ có hai phiên bản của chiếc K30 Pro là K30 Pro thường và K30 Pro Zoom Edition. Vậy thì chi tiết hai phiên bản này nó sẽ khác nhau như thế nào? Thì đầu tiên sẽ là những cái phần giống nhau đó nhá. K30 Pro sẽ được trang bị con chip Snapdragon 865 hỗ trợ mạng 5G. Màn hình của máy sẽ là màn hình không tai thỏ, không giọt nước, không đục lỗ. Chúng ta sẽ có kích thước là 6,67 inch, màn hình với tấm nền là AMOLED. Độ phân giải là Full HD Plus và có hỗ trợ công nghệ HDR10+. Mặc dù vậy thì tần số làm tươi của cái màn hình này chỉ là 60Hz, nó sẽ khác khá là nhiều và đây cũng là một trong những điểm yếu lớn nhất của chiếc K30 Pro này khi so sánh với những chiếc điện thoại ở trong cùng tầm giá của nó, đặc biệt là những chiếc điện thoại smartphone gaming 865, Snapdragon 865 mới ra. Tuy nhiên thì đây vẫn là một trong những chiếc máy rất là đáng giá khi mà được trang bị cấu hình rất là khủng khiếp. Snapdragon 865, RAM DDR5, bộ nhớ trong UFS 3.1 nhưng mức giá của nó lại chưa tới 10 triệu. Cụ thể thì mức giá của nó sẽ rơi vào khoảng 9.8 triệu. Về Việt Nam thì nó cũng vẫn là một trong những chiếc điện thoại có Snapdragon 865 có mức giá rẻ nhất. Camera trước của máy sẽ là 20MP và cụm 4 camera sau sẽ là cái điểm khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản K30 Pro Zoom và K30 Pro thường. Chúng ta sẽ có hệ thống 4 camera với camera chính là 64MP, camera góc siêu rộng 13MP, macro 2MP và camera tele 5MP. Riêng bản K30 Pro Zoom Edition thì sẽ có camera tele lên tới là 8MP và chúng ta sẽ có khả năng zoom quang học 3x và zoom light hybrid là 30x. Zoom light là kết hợp với cả zoom số, zoom phóng to bằng phần mềm và cái zoom quang học. Về camera zoom hybrid thì mình thấy là đọc thông số như vậy thôi, còn khả năng lớn là khi mà các bạn zoom ra tối đa 30x, chất lượng hình ảnh nó sẽ bị mất đi khá là nhiều. Ngoài ra thì ở trên cả hai camera chính và camera tele của chiếc K30 Pro Zoom Edition sẽ có công nghệ chống zoom quang học, còn ở trên bản K30 Pro thường thì không có. Ngoài ra thì nó cũng có đạt tiêu chuẩn chống nước là IP53. Đây là chiếc điện thoại đầu tiên của Xiaomi đạt được một cái tiêu chuẩn chống nước nào đó. Hỗ trợ Wi-Fi 6 mới nhất và viên pin dung lượng là 4700mAh, xạ nhanh là 33W ở trên cả hai phiên bản K30 Pro và K30 Pro Zoom Edition. Về giá bán thì tất nhiên là chiếc K30 Pro sẽ là chiếc điện thoại mà có mức giá mềm hơn và dễ chịu nhất trong cả hai phiên bản này. Chúng ta sẽ có mức giá là 2.999 nhân dân tệ, quy đổi ra tiền Việt là khoảng 9.8 triệu. Còn ở trên phiên bản K30 Pro Zoom Edition sẽ có mức giá khởi điểm là 3.799 nhân dân tệ, quy đổi ra tiền Việt là khoảng 12.700.000. K30 Pro và K30 Pro Zoom Edition. Các bạn thấy chiếc điện thoại nào đáng mua hơn? Cá nhân mình thì thấy là chiếc Snapdragon 865 nhưng có mức giá dưới 10 triệu sẽ là chiếc đáng mua hơn, chính là K30 Pro. Thông tin tiếp theo về phiên bản iOS 13.4 thì ở đây, phiên bản iOS 13.4 sẽ là phiên bản mà nó sẽ sửa được khá là nhiều lỗi đang tồn đọng ở trên phiên bản iOS 13.3.1, đặc biệt là lỗi nóng máy mà như mình cũng có chia sẻ ở các video trước. Lỗi nóng máy xảy ra khi mà các bạn sử dụng những ứng dụng ví dụ như Facebook chẳng hạn.
các bạn sẽ cảm thấy là máy nóng lên rất là nhanh và đồng thời pin cũng tụt rất là nhanh. Thế nên là đây là một trong cái phiên bản iOS mà được trông đợi nhất, bởi ở các phiên bản beta trước, iOS 13.4 phiên bản beta cũng cho kết quả là các ứng dụng ví dụ Facebook không bị nóng máy nữa. Thì ở đây mình cũng đang rất là trông chờ và đang upload lên rồi. Rồi, và sau đây sẽ là một vài cái phản hồi của các bạn đã xem video ở đã comment ở trong video trước. Redmi Note 9 Pro hàng xách tay liệu có về sớm không? Cái này thì còn tùy thuộc vào cái thị trường ở bên Trung Quốc. Thế nên là hiện tại, đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa có thông tin gì về chiếc Redmi Note 9 Pro nó có về sớm hay không. Đặc biệt là trong bối cảnh mà chiếc Redmi Note 9S là phiên bản chính hãng của Redmi Note 9 Pro đã rục rịch cho đặt hàng bắt đầu từ ngày 27 tháng 3 tới đây. Và Sơn Ngọc có hỏi, màn hình IPS LCD hay là màn hình Super OLED thì bền và tốt hơn? Cái này hơi khó bởi vì với mỗi nhà sản xuất khác nhau thì họ lại xử lý cái màn hình đó khác nhau. Ví dụ như là ở trên những chiếc điện thoại sử dụng màn hình AMOLED thì nó sẽ cho phép nhà sản xuất có thể thu hẹp được cái viền lại, viền màn hình lại, và vì thế nên khi mà viền màn hình mỏng rơi xuống thì nó lại càng dễ vỡ hơn. Thế nên là khó mà có thể xác định được là màn hình AMOLED hay là màn hình IPS LCD bền hơn. Về cái màn hình nào tốt hơn thì mình thấy là màn hình Super AMOLED nó sẽ cho màu sắc tốt hơn, nó sẽ cho độ tương phản tốt hơn, nó sẽ tiết kiệm pin hơn. Còn màn hình IPS LCD thì kể cả tốt đến mấy nó cũng sẽ không có cái màu sắc giống như là trên Super AMOLED được. LCD là loại màn hình rẻ tiền không? Màn hình LCD là màn hình công nghệ cũ và chính vì thế nó rẻ hơn so với màn hình Super AMOLED thật. Các bạn có thể để ý là những chiếc điện thoại mà có màn hình Super AMOLED luôn được đánh giá cao ở trong cùng cái tầm giá đó, bởi vì không có quá nhiều những chiếc điện thoại, đặc biệt là trong tầm giá rẻ, không có quá nhiều những chiếc điện thoại sử dụng màn hình AMOLED ở trong tầm giá rẻ, chính vì lý do là màn hình AMOLED nó đắt hơn. Cho em hỏi là giữa K30 và Exynos 855 thì nên mua con nào, nhu cầu chơi game, xem phim, chụp ảnh? Cá nhân mình cho rằng ở hai chiếc điện thoại này, cái câu hỏi này thì nó khá là dễ trả lời. Chắc chắn là chiếc Exynos 855. Thứ nhất, Exynos 855 sẽ sử dụng màn hình AMOLED, một điểm cộng cho cái nhu cầu xem phim hay là chơi game của các bạn. Thứ hai, Exynos 855 sẽ sử dụng con chip Snapdragon 855, còn ở trên K30 sẽ chỉ là con chip Snapdragon 730G. Hiệu năng của hai con này khác hẳn nhau, K30 Pro khó mà có thể địch lại được. K30 Pro thì sẽ có khả năng chụp ảnh tốt hơn so với Exynos 855, nhưng mà ở trên Exynos 855 thì mình thấy là hình ảnh nó cũng rất là chi tiết, màu sắc thì nó không quá là rực rỡ nhưng mà hình ảnh thì nó vẫn chi tiết. Về đó, những tin tức ngày hôm nay cũng như là một vài phản hồi của các bạn đã xem video trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những video này. Xin chào và gặp lại các bạn trong các video sau. Và nếu video này hay và hữu ích cũng như cập nhật giúp các bạn những cái tin tức nóng hổi nhất về smartphone trong 24 giờ qua, đừng quên để lại một subscribe. Cảm ơn các bạn. Bye bye.